cũng vui lắm, tận tình, hiện đại và dễ thương, 10 điểm không có nhân. Mình tên là Mẫn, năm nay 25 tuổi, mình đến từ Vũng Tàu và mình chọn niềng răng mắc cài, bạn nha khoa. Trước là răng của mình có răng khểnh nhưng mà nó không có đều nhau, nó khớp khểnh với lại khớp cắn của nó cũng không đúng. Trước khi mà niềng răng thì em có tìm hiểu ở trên mạng, nói chung là em cũng xem feedback nhiều nên là em chọn nha khoa. Thì em cũng đi tư vấn nhiều chỗ rồi, nhưng mà cái case của em thì bác sĩ tư vấn giống nhau, nhưng mà cái dịch vụ thì em thấy bên mình ổn hơn nên em chọn dịch vụ bên mình. Bác Nga rất là hiền, thân thiện, dễ thương, nói chung là tạo cái cảm giác là khi mà mình leo lên cái ghế đấy mình không có sợ. Ban đầu lúc mới gắn mắc cài thì nó hơi ê nên là em không ăn được, nhưng mà sau quen rồi thì ăn bình thường. Em thấy có nhiều bạn ăn niềng xong bảo không ăn được cái này cái kia, nhưng mà ăn nhẹ nhẹ thì vẫn ăn được. Với lại sẽ bị ví dụ như là cái dây niềng nó đâm vào má, nhưng mà một thời gian đầu thôi và hôm quen là không bị. Cũng có nhiều bạn đến đây tư vấn, em cũng giới thiệu cái nha khoa của mình rồi, tận tình, hiện đại và dễ thương.